Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thời tiết miền Bắc sẽ khá thuận lợi và ủng hộ cho các hoạt động lưu thông, tổ chức lễ hội trong ngày Dỗ Tổ Hùng Vương. Tại khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời vẫn phổ biến ít mưa, ngày có nắng với nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Cá biệt một số nơi thuộc vùng núi sẽ cao hơn từ 1 cho đến 2 độ. Tuy nhiên chỉ lưu ý là chiều tối và đêm nay nhiều khả năng sẽ xảy ra mưa dông cục bộ, cho nên khi lưu thông các bạn nhớ mang theo những vật dụng che mưa hữu ích. Còn đối với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, do chịu sự chi phối của vùng áp thấp nóng, nên ngày hôm nay, khu vực này tiếp tục là nơi có nắng nhiều nhất trên toàn Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 32 đến 35 độ, có nơi từ 36 đến 37 độ. Đáng lưu ý là từ chiều tối và đêm mai, ngày Chủ nhật, có khả năng một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc sẽ di chuyển xuống phía Nam và gây nên những biến đổi thời tiết tại các tỉnh miền Bắc. Khu vực các tỉnh vùng núi như tại Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn sẽ xuất hiện mưa rào và dông. Sau đó mưa dông còn lan dần xuống khu vực Trung Du và đồng bằng bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Trong cơn dông thì người dân cần lưu ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như là lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Đến với các tỉnh Trung Bộ, trong 2 ngày nghỉ cuối tuần này, thời tiết vẫn duy trì nắng nóng do hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây sẽ tiếp tục mở rộng, bao trùm toàn bộ các tỉnh từ Bắc Trung Bộ xuống đến cả Nam Trung Bộ. Do vậy mà ngày hôm nay, mức nhiệt nắng nóng từ 36 đến 38 độ không chỉ xảy ra tại khu vực từ Quảng Bình cho đến Phú Yên mà còn lan rộng lên cả khu vực Bắc Trung Bộ. Đặc biệt là khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Bình Định, Phú Yên không chỉ chịu tác động đốt nóng của vùng thấp phía Tây mà còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của hiệu ứng gió phơn khô nóng thổi từ Lào sang. Do vậy mà mức nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay vẫn lên tới trên 40 đến 41 độ. Tuy nhiên, sang đến những ngày đầu tuần tới, tại đây trời chuyển nhiều mây hơn và có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, tập trung chính tại phía Bắc của khu vực. Nên nhiệt độ cũng có xu hướng giảm nhanh dần, nắng nóng tạm thời gián đoạn trong những ngày tiếp theo. Khu vực các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào cho đến Bình Thuận thì phổ biến không mưa ngày nắng và nên nhiệt độ cũng giảm nhẹ đôi chút từ ngày thứ hai đầu tuần sau. Nhìn chung thời tiết tại cực Nam Trung Bộ không có biến động nhiều. Tương tự như vậy, chuỗi ngày nắng nóng tại các tỉnh phía Nam vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Ngày hôm nay vẫn sẽ là một ngày nắng nhiều tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Mức nhiệt độ 36 cho đến 38 độ vẫn bao trùm dọc suốt từ Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông xuống tới Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và cả thành phố Hồ Chí Minh. Ngay cả các tỉnh miền Tây sông nước của Nam Bộ nhiều nơi cũng có mức nhiệt đạt mức trên 35 độ. Độ ẩm trưa chiều tại Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ đặc biệt xuống rất thấp, chỉ ở vào khoảng từ 40 cho đến 45%. Do vậy, mức độ cảnh báo cháy rừng đã được đẩy lên cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Bà con nơi đây cần lưu ý hết sức đề phòng và cần có biện pháp khắc phục khi cháy rừng xảy ra. Chuyển sang thời tiết trên biển, thưa quý vị và bà con ngư dân, ngày hôm nay trên khu vực biển Đông bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió nam có cường độ trung bình đến yếu, thời tiết vẫn phổ biến ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Như vậy là ngày hôm nay nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Đáng chú ý từ chiều tối ngày 17 tháng 4, khả năng các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa rào và dông, cần đề phòng khả năng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông, nắng nóng sẽ tạm thời gián đoạn. Bản tin thời tiết sáng nay của đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.